Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu về xe tải của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Như trên màn hình quý vị và các bạn đang nhìn thấy thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn hai sản phẩm của nhà máy Hyundai Thành Công, xe thương mại, xe tải N250 và xe tải N250SL. Trước khi đi vào chi tiết của xe tải N250 thì chúng tôi sẽ nói về nguồn gốc xuất xứ của cái xe này cho quý vị và các bạn được biết. Thì xe tải N250 và N250SL là được nhà máy Hyundai Thành Công nhập khẩu 100% linh kiện từ Hyundai Hàn Quốc và lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Đối với dòng xe tải N250SL và N250, nó có hai mức tải trọng cho quý vị được lựa chọn. Thứ nhất là tải trọng 1,9 tấn, thứ hai là tải trọng 2,3 tấn hoặc 2,4 tấn tùy theo loại thùng quý vị các bạn yêu cầu. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng thì nhà máy Hyundai Thành Công có lắp ráp ra hai dòng sản phẩm. Thứ nhất là dòng sản phẩm N250. N250 thì có kích thước chiều dài thùng 3,7 m. Còn dòng thứ hai là N250SL thì có chiều dài thùng là 4,3 m. Tùy vào nhu cầu của sử dụng của quý khách hàng để lựa chọn cái sản phẩm mà mình mong muốn nhất. Hai dòng xe này thì đều có tất cả mọi thứ đều như nhau. Thứ nhất là về ngoại thất, nội thất và động cơ thì y như nhau, chỉ có khác nhau ở phần là cái chiều dài thùng với giá cả. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết của cái xe cho quý vị được biết. Dòng xe đối với dòng xe N250 thì có lốp trước là 650R16, còn lốp sau là 145R13. Quý vị các bạn được nhìn thấy đối với dòng xe tải Hyundai, động cơ và chassis thì quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Cái dòng xe này thì có lốp và lốp trước và lốp sau là hai kiểu lốp khác nhau, cho nên có hai cái lốp xe cua. Bình dầu thì sử dụng bình dầu bằng hợp kim 80 lít. Đối với dòng xe tải thương hiệu của Hyundai thì quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của cái dòng sản phẩm này. Nó được khẳng định là dòng sản phẩm xe tải là tốt nhất tại thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế. Giờ em xin mời tất cả quý vị các bạn xem về cái phần sơ qua của cái thùng xe. Đây là thùng môi bạt mở năm bừng. Thùng đây là thùng mẫu thùng tiêu chuẩn của nhà máy mà cục đăng kiểm cấp phép. Đây là phần tổng thể phía trước bên tài. Đối với dòng xe Hyundai thì quý vị các bạn cũng đã biết thì đối với dòng xe Hyundai thì ngân hàng hỗ trợ mức tối đa là 80%. Ví dụ quý vị các bạn muốn lấy dòng xe này thì chỉ cần đưa trước khoảng tầm 20% là khoảng tầm 100 đến 120 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ vay cho quý vị các bạn. Còn quý vị các bạn mà muốn vay ít hơn thì bên em sẽ nhờ ngân hàng hỗ trợ phần ít hơn thôi. Mình đưa trước nhiều thì đỡ phải vay. Đây bây giờ là cái chi tiết của thùng xe. Đây là thùng môi bạt thì em có mở bừng ra cho quý vị các bạn được thấy chi tiết. Thì bây giờ em sẽ nói chi tiết cho quý vị và các bạn được biết về cái thùng tiêu chuẩn của nhà máy. Như vách ngoài của xe của thùng này thì được dập inox dập sóng dày 0,5 gm. Vách trong là tôn kẽm phẳng. Đấy, vách trong là tôn kẽm phẳng. Còn sàn là bằng sàn kẽm dày 2,5 ly. Khung xương trên bừng là hộp vuông dày 0,2 ly.
Đối với thùng xe thì cũng rất là dễ dàng thôi. Như quý vị các bạn mà yêu cầu về thùng như nào thì bên em sẽ đóng theo yêu cầu quý vị các bạn. Ví dụ như thay bằng inox toàn bộ, hoặc là vách ngoài, hoặc là sàn, hoặc thùng. Thì quý vị các bạn cứ yêu cầu theo nhu cầu sử dụng của quý vị các bạn. Còn bên em cũng có thể đóng thùng nhôm, thùng inox, thùng composite. Tất cả các loại thùng quý vị các bạn yêu cầu thì bên em có thể đóng được hết, để đáp ứng nhu cầu sử dụng quý vị các bạn. Đây là phía sau. Bừng sau thì nó có hai kiểu. Ví dụ như quý vị các bạn có thể yêu cầu là mở bừng ra hai bên, hoặc là mở hai cánh cửa. Mở bừng với là trên là mở hai cánh cửa, hoặc là mở kiểu vỉ như cái xe này. Đây là khách hàng yêu cầu mà là mở vỉ lên thì bên em đóng theo yêu cầu của khách hàng. Và bây giờ em xin mời tất cả quý vị các bạn xem chi tiết về cái động cơ của xe Hyundai N250SL. Động cơ của xe N250SL được sử dụng động cơ là động cơ Hyundai D4 CB với dung tích xi lanh là 2.497. Công suất mã lực tối đa là 130 mã lực. Công suất lớn nhất là 95,6 kW, 380 vòng trên 1 phút. Thì quý vị các bạn nhìn cái xe động cơ của xe Hyundai. Đối với động cơ Hyundai thì rất là bền bỉ và phụ tùng rất là dễ mua và cũng rất là rẻ. Quý vị các bạn đã sử dụng xe Hyundai thì cũng đã biết rất là tiện lợi, dễ sử dụng và dễ thay thế phụ tùng. Đây là cầu với là hộp số. Hộp số là bằng gang đúc. Phía trên động cơ thì có một cái nắp đậy động cơ để chống mưa bụi, để cái động cơ được bền bỉ hơn. Thì bây giờ em xin mời tất cả quý vị các bạn xem phần nội thất của cái dòng xe N250 và N250SL này. Thì phần nội thất thì đối với dòng xe của Hyundai thì quý vị các bạn cũng đã biết, thì trước giờ cái dòng xe Hyundai thì nó chỉ cái nội thất nó giống nhau thôi. Để mời quý vị các bạn xem trên màn hình. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về chính sách giá cả và chính sách bảo hành cho quý vị các bạn tham khảo. Thứ nhất về chính sách về giá, thì đối với dòng xe N250 thì có giá xe chassis là hiện tại bây giờ là 470 triệu tại thời điểm hiện tại nhé. Dòng xe thứ hai là xe N250SL, thì đối với xe chassis thì có giá là 505 triệu. Còn giá về xe, ví dụ như xe tải thùng lừng này, xe tải thùng mũi bạt hay xe tải thùng kín, thì quý vị các bạn hãy comment phần bên dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp bên em với số điện thoại trên màn hình, thì em sẽ tư vấn chi tiết về phần thùng cho quý vị các bạn được biết về giá cả và chi phí lăn bánh ở tỉnh, tùy theo tỉnh quý vị các bạn mà mua về, để được cập nhật một cách chính xác nhất. Thì đối với chính sách bảo hành thì xe được bảo hành là 150.000 km hoặc là 5 năm. Chính sách bảo hành này thật ra rất là tốt, quý vị các bạn yên tâm. Về chính sách hỗ trợ mà mua trả góp qua ngân hàng, đối với dòng xe Hyundai N250SL thì dòng xe này được ngân hàng định giá và cho vay là 80% giá trị xe. Quý vị các bạn chỉ cần đưa trước khoảng tầm 100 đến 150 triệu tùy vào tài chính quý vị các bạn, thì bên em sẽ nhờ ngân hàng hỗ trợ cho quý vị các bạn một cách tốt nhất. Lãi suất hiện tại thì 0,7%. Lãi suất hiện tại của ngân hàng cho vay hiện tại là 0,7% trên một tháng. Ví dụ như quý vị các bạn mà vay 100 triệu thì quý vị các bạn chỉ cần trả mỗi tháng là 700 ngàn trên 100 triệu. Cái tiền gốc á, thì nó sẽ bất chi bất dịch tùy vào quý vị các bạn vay bao nhiêu năm và chia đều cho thời gian vay. Và đến đây thì em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu có gì thắc mắc, quý vị các bạn hãy comment phần bên dưới, hoặc là điện thoại trực tiếp cho bên em qua số điện thoại trên màn hình. Vâng, xin cảm ơn.